Bây giờ sư phụ tiễn cái xà đi nghe không? Sư phụ tiễn cái xà tới nơi luôn nghe không? Biết không? Đó, bây giờ sư phụ tiễn cái xà đi nghe. Cái chào phải không? Thôi nghe con. Cái này sư phụ nuôi nhiều lắm rồi nghe con. Nghe không? Đây, 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 đây. Có lóc gửi em rồi chưa? Dạ. Đây, đây. Đây đây, nè kiếp này sư phụ nuôi con như đây thôi. Bây giờ đi, đây, đây. Đi con, đi. Đi leo lên, leo lên. Ôi, chỗ rau sư phụ. Tôi ra ca cầm đây rồi con. Đi, 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 đi con, đi. Sư phụ tiện con đi tới nơi. Cái gì mà sợ đái, tôi cầm chìa khóa rồi. Đi con, đi con, đi. Cái gì đái con. Sợ như vậy. Đi nghe không. Sư phụ đưa tiền chứ hồi xưa hồi xưa sư phụ đâu có tiền đâu biết không. Rồi sư phụ tiền sẽ đi nghe không. Rồi biết không con, tội nghiệp quá à. Sư phụ tiền con đi heo cho người ta nuôi con nghe không, mà con làm lợi ích cho người ta nghe con nghe không, nghe không. Tội nghiệp, nhưng mà không phải chịu thôi. Chịu thôi. Tội nghiệp quá. Nghe con. Hồi tối nó đỏ mắt luôn á. Cái thấy tội nghiệp quá, đằng này nửa đêm đi ra là cho nó. Nghe con nghe. Bây giờ nè, không, anh chắc nó biết rồi. Bây giờ nè. Hén con hén. Đừng buồn nghe không. Biết đâu người ta đem con về người ta nuôi biết không. Đúng gì. Cưng cái sư phụ nhưng mà bây giờ rồi. Thằng Phước mấy nay có gọi thầy không? Dạ không. Lưu bưu quá không thấy. Không biết là này lưu bưu quá chuyện công việc. Nghiệp quá. Bữa rồi vô phải nói chuyện cái ta cho đem vô hả? Vâng, để con vô con hỏi nó có nhận vô không? Có cái con chó như đây nè, nhận vô rồi nó. Tại vì thiệt tình từ đây nó đòi cái license của mình á. Cái mà mình đâu có thì nó là con có nhỉ. Con nó lớn lên như vậy thôi chứ còn có. Nói nó mới có 6 tháng à. Dạ. Thì chị nói vậy chứ nói sao vậy? Kiểu con chó. Đúng không? Đừng có nói người ta không nhận nữa đi. Nghe không? Tài quậy quá mà. Mà ai cũng sợ hết trơn. Nghe không ha? Cái nghiệp đó cũng là cái nghiệp nhỏ này công nhận. Mỗi chó mà nó cũng có phước báo riêng của nó nghe. Nó xe xe vậy đó mà còn người đem về nuôi thấy không? Còn người ta thích nó dữ lắm mà tại lý do là bự người ta ở chung cư người ta nuôi không được á không? Không thấy không? Sáng ông nấu xuống thấy con khoái quá trời, xe thấy không? Ê xà thấy không? Nhưng mà con bự quá người ta không nuôi được nữa không? Ở chung cư người ta đâu có nuôi con được đâu. Thôi nè. Thôi. Cái gì con trời nhìn, nó nhìn nó muốn nhìn cạnh đất, nó muốn nhìn xà đất rồi đi. Nhìn gì? Nhìn gì phóng ra đi. Không nó phóng ra, nó phóng ra. Không ra nổi. Thôi liều mà, liều mãn mà. Liều mãn mà không. Có nghe không? Đừng phóng ra nghe không. Nè, giờ ông thằng cuối ơi. Ra sư phụ giao cho người ta trời, nghe không. Nó nói là tiễn hai con luôn. Sao? Có buồn không? Có buồn không? Ôi trời trời trời, ông chạy dọc chậm không? Chạy chậm chậm không? Ông chạy hết hồn. Chạy chậm chậm lên cho. Thấy không? Đây nè, nè. Sư sư, ê xà coi, ê xà nè, đó. Thấy không? Thấy không? Nè 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 nè, đó. Nè, giờ kia thấy nè.
thấy không đó, cái bộ quay xài để cho bộ để kỷ niệm nghe không, kiếp sau không có mau con chó nữa nghe không, nghe không đâu, nghe không, kiếp sau là không có mau thằng chó nữa nghe. CC là sư phụ không có tiễn, nó cho con sư phụ tiễn tới nơi á. Tiễn tới nơi luôn á. Trắng nào cũng đem con về ông nuôi nghe không, nghe không con, con ta nuôi con bớt quậy nghe con ấy sao, nghe không con, đừng có phá quá ta đem ta cho nữa nghe không, nghe không, rồi xác luôn thấy không, nghe không ấy sao. Giờ mình về lỗ tai sụp lỗ tai con sụp xuống rồi. Ở gần tới chưa? Rồi vô các bạn nghe. Rồi người ta lại ta chọn con về ta nuôi nghe không? Nghe không con? Ráng qua nghe sà. Ráng qua nghe con. Ôi tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Ông kia ông nói cái tụi mình hết sức. Ông nói con CC á phải đi chết thuốc cho nó. Rồi kia rồi. Rồi kia nọ. Đó cái rồi con đi ơi, con thầy cho nó có dựng dây rồi. Trời ơi nó phải nằm trên cao vậy ông nội ơi. Ok nè, nó phải leo lên mình mà được. Ê xà xuống con ơi, leo lỗ tai mà tôi thở xuống. Xuống con, xuống. Trời ơi, nó ngồi qua đó luôn đấy. Cái đó bánh nó gì vậy? Dạ. Cái bánh nó có gì hư không? Ừ. Ê, gì mà ngáp hoài.
Hôm nay là con hết lạnh rồi nghe thà. Vô đây là ta nuôi con hết lạnh rồi nghe không? Con tới đây hả? Dạ. Bởi vì người ta nói là mấy người Mỹ khoái nuôi chó này nó để giữ nhà đó. Dạ. Rồi, tới chỗ của con rồi, xà ơi. Rồi. Rồi. Kìa, có bạn con đứng chờ kìa. Đi. Đi xuống. Đi xuống coi. Đi, đây, đây, đây. Đây. Đây, 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 xuống, 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 xuống. Đi xuống. Đây. Đây. Đó rồi. Rồi. Chuẩn bị có chỗ mới nghe không? Đi đi, thôi 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 con. Có đi nữa hả? Và anh sao số nó khổ vậy ta? Ở chỗ khác phải, chỗ khác có nhận. Ừ. Chờ khoan khoan khoan, ai chờ 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 chờ. Leo 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 leo. Đi lên 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 lên. Thấy không? Ôi con quậy. Số con lặng lặng quá. Thấy không? Số con xà lặng lặng quá xà. Đừng có hết cân bị cực tới hồi thế này nha con. Thế này cũng gặp con Mỹ trắng đem cho con về nuôi nha không? Không có lận đận nữa nghe không? Là cái chỗ này cái chỗ gì? Cái chỗ này là chuyên môn đi bắt chó về. Ồ. Nó đi bắt chó, chó dẹo hoang á. Dạ. Người ta thưa đó, nó bắt về. Dạ. Bắt về đây nó nuôi. Mèo chó gì cũng vậy hết. Người ta kêu tới này vậy. Còn trước kia là chuyên môn lấy những chó này. Ồ. Dạ. Còn tưởng mà đây nó nhận luôn á. Anh là nó chưa còn chỗ khác. Mày gần đây hả? Gần đây cũng gần đây, qua đây 5 phút rồi. Ừ, đứng yên cái.
ghê đó, mày ghê lắm mày. Ăn quá trời, 6 tháng trời mà nó mập quá hay là yeah. quá thì ăn trời. Tại mà bao nhiêu nó ăn không hết là vậy. Bao nhiêu nó ăn không hết. Bây giờ là ông có từ nè, ăn bao nhiêu quá trơn á. Ăn kinh được rồi hả? Ừ. Gì nó ăn không được. Nặng lắm á. Kinh khủng con ông ngờ nó lớn nhanh như vậy chứ. Thì chứ đằng này đi chợ chạy xe hai bánh á, vâng. Nó chạy theo tới Phú Lê Anh á. Thế cơ hả? Rồi cái đằng nó vô không được, nó đứng ở xe nó chờ á. Nó khôn nhiều cái thì nó khôn cũng dữ lắm. Mà nhiều cái nó sao mà gặp ai nó cũng ôm hết trơn để cho bị đi như vậy nè. Trời ơi. Chứ nó mừng nó đâu có biết ai xấu ai tốt đâu. Đừng nó được. Chỉ biết là nó thân thiện thôi, nó thích ôm vậy thôi. Chứ nó chẳng cắn ai bây giờ cả, nó đâu cắn ai đâu bây giờ thầy. Yeah. Mà bây giờ biết sủa là ghê lắm rồi đó. Cứ tưởng nó công luôn rồi. Sủa dữ lắm, tối sủa cả đêm không ngủ. Thế hả? Có thấy được hình đó chưa tới chưa? Gần tới, qua đi qua mấy mà hai bèn, hai đèn này tới. Nếu bên đây tao không ăn thịt con đâu nghe không? Cái đây như vậy chứ còn ở Việt Nam là cái mùa này là sắp sửa tiên rồi. Ở Việt Nam là bữa nay là mấy rồi, nó 21 rồi. Nghe không? Cũng thấy không? Nó còn có bước nữa không? Nó ăn thịt con hết trơn đó. Chứ ở Việt Nam là 24 này là con tiên rồi. Nghe không ta? Nghe không? Ui. Đúng rồi, con này mà nuôi lớn lại dạy không lại nó ơi. Dạy không lại nó đâu. Mạnh quá. Nuôi thiệt nuôi mấy cháu là cũng nguy hiểm á nha. Dạ. Nó mạnh quá mình cũng nguy hiểm nuôi nó. Thì dịch không lại nó đó. Thầy cũng biết là nhiều cái bà già đó dẫn nó đi đái ỉa đó thầy. Rồi chẳng may nó gặp cái con khác nó mê đó. Nó chạy theo bà té đấy thầy. Thầy cầm cái dây cương nó vậy. Té chịu không nổi té đó thầy. Nó chạy nhanh lắm. Nó nhanh, nó giật chạy không kịp nó. Chạy không kịp á, rồi mà trong khi bà bất thường, bà đâu biết là nó chạy theo như vậy đâu. Nhưng bà té tội nghiệp quá mà giờ làm sao, giờ chó bà mà giờ mình làm sao? Nó chạy thôi. Tới chỗ này của con là nghe không? Đi xuống. Trời rồi. Cái chỗ này nữa. Nhưng mà sơ sơ đi, có người nuôi con là lắm cô ơi.
Tại vì cái ông đó, ông tội nghiệp, ông mới con chó y vậy, ông chết. Ông năn nỉ tôi về, ông chích thuốc, ông bồi bổ cho nó đàng hoàng. Ông buồn lắm, cho nên ông năn nỉ tôi, cái đó là ông. Ông hứa là ông lo cho CC, chứ bây giờ ông nói là tôi nuôi với nó cũng không có, không biết cách nuôi. Dạ thì nó chó nó có nghĩa. Nhưng mà tại cái ông đó, ông nuôi đàng hoàng tôi mới mừng nó chứ. Ông nó làm, ông nuôi kệ chừng nào chết thì ông đi thiêu. Thì ông lo cho nó đàng hoàng, ông năn nỉ, ông nói vì ông có con chó y vậy mà mới vừa chết á. Ông buồn quá. These are just a lot. Huh? Thank you. Awesome. We'll take it back. We're in the process of taking it back. Excuse me. Nó bảo tại vì mình sống ở district mà cái thành phố này nó còn, thì tôi đừng nói sợ nó, tôi sống ở nó còn chưa, thành phố nào nó là thành phố đó, đó. Đây nè, city ở nó còn nè, city ở nó còn đó. Yeah, go ahead. No, you don't bite. Okay. Very friendly. Very, yeah, very just friendly. Trying to not have a on me. Thank you. Yeah. Sorry. No, you're fine. I work here. I'm used to it. Yeah. Right. Sorry. Okay. Chó đấy, chó đồ đấy, lấy cho thức bạn. Do you have an ID on you? Huh? Do you have an ID? I don't have an ID, but my ID, okay? Yes. Is this your current address? I have one and one little brick row. Where are you currently living now? 1317 West Little Grove. Okay. My address is 1317 at West East Little Green, 23505. Okay, because normally what's on your license, that's where we surrender, but I mean, we can go ahead and just... Can you help me that? Excuse me? Can you help me that because I'm moving? Okay, how long have you had the dog? 6 months. Okay, where'd you get the dog? Baby like that, no. Man, it's too much. Big like that. All right, so if we can just go ahead and just get that stuff going. Where did you get the dog from?
from my friend. She have a baby. They have a dog, a baby dog, and they gave me one. But I don't know. I feed them 6 months. And okay. Yeah. And okay. That's it. Has he ever been around other dogs or animals or anything? No. Friendly. Okay. Yeah. Are you just recording for the dog? No. Is he ever Okay. Right. How are you? Okay. Oh. Okay. Would you like the leash and collar and sweater bag? Yeah. No, okay. No. No. Oh, sure. Can he follow you a little bit? Oh, no. Okay, sorry. This is the last place. Yeah. Rồi, ok nghe con. Lắng nghe không? Rồi. Thank you. Thank you very much. Mày đến lấy đồ chưa có nói. Rồi, thôi, xong hai con luôn rồi đó. Thank you. Cái đầu của nó. Cái nó. Ở trên là gì chứ? Dạ. Tôi sẽ chụp nhận ra. Đó luôn á, cái đó luôn á. Dạ, tôi cũng biết chụp cái bộ nó luôn. Rồi. Rồi, xong. Xong rồi đó. Thôi chia tay nó xong mừng rồi. Rồi xong rồi.